Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc chuyến viếng thăm dài 3 ngày tại hai nước Bulgaria và Bắc Macedonia. Từ Chủ nhật ngày 5 tháng 5 đến chiều tối thứ Ba ngày 7 tháng 5. Trong buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thuật lại những hoạt động của Ngài trong chuyến viếng thăm hai quốc gia này, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng của Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu liên kết với hai dân tộc này trong tinh thần và cầu nguyện cho hiện tại và tương lai của họ. Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài được thực hiện những cuộc viếng thăm này, và Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn chính quyền dân sự hai nước đã đón tiếp Ngài trọng thể và tạo điều kiện cho chuyến viếng thăm. Nói về cuộc viếng thăm Bulgaria, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ rằng tại Bulgaria, ký ức sống động về Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, người đã được sai đến quốc gia này vào năm 1925, đầu tiên như là vị kinh lược tông tòa và sau đó là đại diện tông tòa đã hướng dẫn tôi. Được tấm gương bác ái và lòng bác ái mục vụ của Ngài hướng dẫn, tôi đã gặp dân tộc đó. Dân tộc được mời gọi trở thành cầu nối giữa hai miền Trung, Đông và Nam của châu Âu. Với khẩu hiệu hòa bình dưới thế, tôi đã mời gọi tất cả bước đi trên hành trình huynh đệ. Và trên con đường này, đặc biệt, tôi đã có niềm vui thực hiện một bước tiến trong cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Neofit của Tòa Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Bulgaria và các thành viên của hội đồng. Thật ra là các Kitô hữu, ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta là trở thành dấu chỉ và khí cụ hiệp nhất, và chúng ta có thể làm điều đó với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần bằng cách đặt những điều hợp nhất chúng ta trên những điều đã chia rẽ hoặc vẫn chia rẽ chúng ta. Nước Bulgaria hiện nay là một trong những miền đất của hai thánh Cirilo và Metodio truyền giảng tin mừng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặt hai vị thánh này cùng với thánh biển Đức làm các thánh bộ mạng của châu Âu tại Sofia trong nhà thờ chánh tòa hùng vĩ của tòa thượng phụ thánh Alexander Nevsky. Tôi đã dừng lại cầu nguyện trước ảnh tượng của thánh Cirilo và em là Metodio. Các ngài là người gốc Hy Lạp, đã biết dùng sự sáng tạo văn hóa để chuyển trao sứ điệp Kitô giáo cho các dân tộc Slavê. Các ngài đã phát minh ra các mẫu từ mới để dịch kinh thánh và các bản văn phục vụ sang ngôn ngữ Slavê. Ngày nay, cũng cần có những nhà truyền giảng tin mừng nhiệt thành và sáng tạo để tin mừng có thể dẫn đến được với những người chưa biết tin mừng và để tin mừng có thể tươi hóa cho những miền đất mới, nơi những cội rễ Kitô giáo đang bị khô héo. Với ý tưởng này, tôi đã cử hai thánh lễ với cộng đoàn công giáo tại Bulgaria và khuyến khích họ hãy hy vọng và xin rồi hoa trà. Tôi tái cảm ơn cộng đoàn dân Chúa Bulgaria đã tỏ cho tôi thấy họ tràn đầy đức tin và tình yêu. Hoạt động cuối cùng của tôi ở Bulgaria được thực hiện cùng với các đại diện của các tôn giáo khác nhau. Chúng tôi đã cầu xin Thiên Chúa ơn bình an, trong khi một nhóm thiếu nhi mang các ngọn đuốc cháy sáng, biểu tượng của đức tin và hy vọng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia sẻ về cuộc viếng thăm Bắc Macedonia. Ngài nói, tại Bắc Macedonia, tôi đã được sự đồng hành bởi sự hiện diện sâu sắc về tinh thần của mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Teresa sinh tại Skopje năm 1910, và tại giáo xứ của mẹ, mẹ đã được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo và học yêu quý Chúa Giêsu. Nơi người phụ nữ này bé nhỏ nhưng tràn đầy sức mạnh nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong mẹ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của giáo hội ở quốc gia đó và ở những miền ngoại vi của thế giới. Một cộng đoàn bé nhỏ với ân sủng của Chúa Kitô trở thành một ngôi nhà đón tiếp
nơi nhiều người tìm được sự hồi phục cho cuộc sống của họ. Tại đài tưởng niệm mẹ Teresa, tôi đã cầu nguyện trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và đông đảo những người nghèo, và tôi đã làm phép viên đá đầu tiên để xây dựng đền thánh dân kính mẹ. Bắc Macedonia là một quốc gia độc lập vào năm 1991. Tòa Thánh đã tìm cách ủng hộ quốc gia này ngay từ đầu lịch sử của nó. Với việc viếng thăm, tôi muốn khuyến khích trên hết khả năng đón tiếp theo truyền thống của nó, những nhóm sắc tộc và tôn giáo, cũng như sự dấn thân của nó trong việc đón tiếp và trợ giúp một số đông người di dân và tị nạn trong giai đoạn quan trọng từ năm 2015 đến 2016. Ở đó đón tiếp rất nhiều, họ có trái tim vị đại. Những người di dân gây nên những vấn đề cho họ, nhưng họ đón tiếp và yêu thương những người di dân. Và thế là họ học giải quyết các vấn đề. Đây là một điều vĩ đại của dân tộc này. Về chiều kích thành lập, Bắc Macedonia là một quốc gia còn trẻ trung, một quốc gia nhỏ bé, và cần mở lòng ra với những chân trời rộng lớn, nhưng không đánh mất gốc rễ của chính mình. Vì thế, thật sự là ý nghĩa khi ở đó đã diễn ra cuộc gặp gỡ với những người trẻ, những thiếu niên nam nữ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau và các tôn giáo khác, ví dụ như người Hồi giáo. Tất cả được quy tụ bởi ước muốn xây dựng một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống. Tôi đã khuyến khích họ ước mơ thật nhiều và hãy hành động. Và thiếu nữ Anne, sau này là Teresa, bằng cách lắng nghe tiếng Chúa nói trong cầu nguyện và trong thân xác của những người anh chị em nghèo khổ nhất. Tôi bị đánh động khi thăm các nữ tu dòng mẹ Teresa, các chị ở với người nghèo. Tôi bị đánh động bởi sự dịu dàng tin mừng của những người nữ này. Và sự dịu dàng này được sinh ra từ cầu nguyện, từ việc chầu thánh thể. Các nữ tu đón tiếp tất cả. Họ cảm thấy mình là chị em, là mẹ của tất cả. Và họ đối xử với sự dịu dàng. Nhiều lần các Kitô hữu chúng ta đánh mất đi chiều kích dịu dàng. Và khi không có sự dịu dàng, chúng ta trở nên nghiêm khắc, chua cay. Những nữ tu này ngọt ngào, dịu dàng và làm việc bác ái, nhưng không phải là bác ái giả hình. Ngược lại, khi người ta thực hành bác ái mà không có sự dịu dàng, không có tình yêu, giống như là chúng ta đổ một ly giấm vào trong hoạt động bác ái. Bác ái là vui tươi chứ không phải là chua cay. Những nữ tu này là một tấm gương tốt. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các chị. Bên cạnh chứng từ của các người trẻ tại Skopje, tôi đã nghe chứng từ của các linh mục và các tu sĩ, những người nam nữ đã dâng hiến cuộc đời của họ cho Chúa Kitô. Sớm hay muộn, họ cũng bị cám dỗ nói rằng: Chúa ơi, sự dâng hiến bé nhỏ này của con có nghĩa gì trước những vấn đề của giáo hội và của thế giới? Bởi thế, tôi đã nhắc họ nhớ rằng một chút men có thể làm cho cả khối bột dậy men, và một chút hương thơm tinh khiết và cô đặc tỏa hương thơm cho toàn bộ môi trường xung quanh. Đó là mầu nhiệm của Chúa Giêsu thánh thể, hạt giống sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Trong thánh lễ, chúng tôi đã cử hành tại quảng trường Skopje, tại một miền ngoại vi của châu Âu ngày nay. Thêm một lần nữa, đã canh tân phép lạ của Thiên Chúa với một ít bánh và cá được bẻ ra và sẽ chia làm dịu cơn đói của đám đông. Chúng ta hãy phó thác hiện tại và tương lai của các dân tộc mà tôi đã thăm viếng trong chuyến tông du này cho sự quan phòng vô hạn của Thiên Chúa. Và tôi mời gọi anh chị em cầu xin Đức Mẹ để Mẹ chúc phúc cho hai quốc gia Bulgaria và Bắc Macedonia này.